Xin chào mọi người, mình là Duy Tân và mình vừa mới đậu visa xong. Và cảm giác bây giờ mình rất là vui và hạnh phúc. Mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm về cái cách làm visa và trước khi đi phỏng vấn. Là đầu tiên mình giấy tờ mình phải ổn định. Thứ hai, khi mà vô phỏng vấn thì các bạn phải bình tĩnh và nói rõ ràng. Khi người ta hỏi tiếng Việt thì mình trả lời tiếng Việt, còn hỏi tiếng Anh thì phải trả lời mình tiếng Anh. Đặc biệt là phải bình tĩnh. Cảm nhận của em khi làm hồ sơ công ty là ở đây mấy anh chị rất là nhiệt tình, hướng dẫn tận tình và hồ sơ làm rất là kỹ lưỡng. Mình cũng xin cảm ơn các anh chị ở Tân Đại Dương đã làm hồ sơ cho mình thật là đầy đủ để mình có thể đậu được visa ngày hôm nay. Quá trình làm hồ sơ của em thì diễn ra trong vòng khoảng chừng 2 tháng. Và trong những 2 tháng đó thì em tranh thủ những ngày rảnh thì lên trung tâm học cho thầy dạy cách thế nào để trả lời phỏng vấn sao cho đạt và có thể dịch ra bằng tiếng Anh để cho mình có thể học và biết được cái cách mà để vô trả lời lãnh sự quán. Xin cảm ơn thầy Khôi đã dạy em những cách mà để phỏng vấn sao cho đạt. Em cũng xin cảm ơn chị đứng ra làm hồ sơ cho em là chị Ngọc, và chị đã tận tình làm hồ sơ cho em. Cái nào không biết thì chị làm hết, nói chung là làm rất là nhiệt tình. Em cũng xin cảm ơn chị Ngọc. Em chọn Mỹ vì Mỹ có nền giáo dục phát triển nhất thế giới và thường đa số là tiếng Anh thì là cái tiếng mà người ta nói rất là nhiều, rất là phổ biến. Em qua Mỹ thì em dự định sẽ học trường Goldman College, là trường về tài chính ngân hàng. Khi qua đó thì năm đầu tiên thì em sẽ dành một năm học lại tiếng Anh để tiếng Anh thực vững để bước vào chương trình đại học. Đây là những cái kinh nghiệm mà chia sẻ của mình để cho các bạn có thể nắm bắt được và hoàn thành những câu hỏi trả lời sao cho đạt với lãnh sự quán. Chúc các bạn hoàn thành thật tốt cái bài phỏng vấn của mình.